Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em mình chính dương thì đó là ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị về đây nhờ anh em mình chính dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ và tìm chồng tìm con. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện là hai cha con ở một nơi rất xa để về đây nhờ anh em mình chính dương ghi nhận đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin chào gia đình mình nhé, có thể là xin chào chú đi ha. Rồi chào em trai. Rồi gia đình mình hôm nay là về đây nhờ anh em mình chính dương tìm ai? Tìm vợ với em con. Em có thể em giới thiệu em tên gì? Em tên Trần Phú Lợi. Trần Phú Lợi hả? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Năm nay 27 tuổi. 27 tuổi hả? 27 tuổi nhìn cứng cáp nhờ. Còn đây là ba em hả? Đúng rồi. Rồi gia đình mình ở đâu? Ở quê thì ở An Giang nhưng mà lên Tây Ninh, đang ở sinh sống làm việc ở Tây Ninh. Vậy hôm nay em với ba ruột của em. Dạ. Về đây nhờ anh em chính mình Dương tìm vợ. Được. Là tìm con hả? Con. Vợ của em họ tên đều là gì? Võ Thị Mộng Châu. Võ Thị Mộng Châu. Đúng. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1999. 99 hả? 25 tuổi. Đúng. Em 27 tuổi hả? Em 26, em 98. 98, 99 hả? Ít tuổi mà. Mình nhờ con được nhiêu tuổi đây em? Con mới được 30 tháng à? Vậy là hơn 2 tuổi hả? Vậy là vợ em quê ở đâu? Quê ở Tân Biên, Tây Ninh. Vậy là em chắc quen vợ là mới đây hả? Thì quen cưới cũng được 4 năm rồi, 4 năm mấy à. Mình cưới ở quê này, cưới ở đâu? Cưới ở quê. Cưới ở quê. Rồi em cho anh biết là vợ của em đang làm công việc gì? Hồi trước Tết thì cũng có làm công ty nhưng mà sau khi Tết lên thì cũng sức khỏe không có tốt này nọ rồi đó, cũng kiếm công việc ở ngoài làm giống như bán nước rồi như làm thu ngân cho tiệm tóc rồi đó. Thế còn em? Em thì giờ em hiện tại đang chạy shipper giao hàng. Thu nhập ổn đúng không em? Hai vợ chồng khi bệnh thu nhập ổn đó? Em làm tháng cũng mười mấy triệu, còn vợ thì làm tháng cũng được 4-5 triệu gì à. Thế là cũng nói chung là sống thoải mái rồi. Hai vợ chồng mình sống với nhau là cũng vui vẻ, hòa đồng hạnh phúc không? Thì cũng lâu lâu cũng có cự cãi vài tiếng, vài bữa cũng làm cũng quê bình thường thôi. Vợ em trước đây đã từng bỏ nhà đi hoặc là đã bao giờ có ý định bỏ nhà đi chưa? Có năm rồi cũng cãi lộn rồi cũng đi về nhà trên nhà vợ chẳng. Cũng mấy bữa rồi lên năn nỉ xuống, lên năn nỉ rồi cũng rước về được. À, giờ thì đi luôn. Lần trước là có gây lộn nhưng mà vợ về nhà đúng không? Đúng rồi. Về gia đình chứ không phải đi đâu hả? Dạ. Còn lần này là cũng này không biết đi đâu luôn. Lần này có cãi lộn không? Thì cũng có cãi lộn mà nhắn tin trên Zalo á, cãi lời qua tiếng lời, tiền bạc này nọ, gia đình đâu. Qua 2 ngày hôm sau dẫn con đi mất tiêu luôn. Dạ. Sao nhắn tin trên Zalo là sao? Hai vợ chồng em có sống cùng nhau không? Sống cùng nhưng mà cái ngày đó đi đám ở trên chỗ đồng cũ mà đàn á. Rồi xin ngủ qua đêm lại đó rồi. Kỳ vậy? Đám ở đâu mà phải ngủ lại? Cũng gần đó, chừng 1-2 cây số à. 1-2 cây số tại sao phải ngủ lại? Đó cũng 20-30 cây đang chung 20 cây. Nói chung là làm sao phải ngủ lại đi, em cưới mà có gì đâu phải ngủ lại. Thì không biết, nó xin đi đám sinh nhật bạn hay gì đó, công ty làm chung gì đó. Rồi mình có chồng có con rồi đi đám đi sao tranh thủ bằng phải về khẩn trương nhá đúng không? Tối 9 giờ mấy 10 giờ nhắn tin về kêu khỏi chờ cửa, tôi ngủ trên nhà bạn, sáng tôi về. Bạn là bạn nào? Không, cũng không biết luôn. Nói chung em chỉ nghe vậy chứ thực sự là bạn nào như là bạn Tây bạn ta mà em không biết đúng không? Thì nói đi chỗ đó thì em chỉ biết chỗ đó thôi chứ thật chắc đi ở đâu em cũng không biết luôn. Vợ em trong cái thời gian làm công ty hoặc đang đi làm việc, làm tóc, làm tiếp ấy, có bao giờ nghỉ hoặc bất thường gì không? Có những dấu hiệu gì bất thường không? Em có thấy không? Em cũng không để ý mà thấy tối về cũng nằm bấm điện thoại, cắm đầu điện thoại suốt vậy đó. Bấm có gì đâu, bấm hoài vậy? Em cũng không biết thì không có thấy nhắn tin, cũng có thấy nhắn tin mà không biết nhắn tin cho ai, em cũng không quan tâm. Nói chung là có nhắn và có sử dụng điện thoại nhiều. Đúng rồi. Còn ngoài ra là làm gì mình không biết. Để ý không theo dõi gì ra, theo dõi dù có rồi. Tại em đi làm về cũng chiều không à, chứ đâu có thời gian rảnh ban ngày ở nhà. Thế là vợ đi được bao nhiêu ngày rồi? Tính này nó cũng 16-17 bữa à. Vậy là hôm đó là vợ em làm 16-17, cách đây 16-17 ngày về trước. Là vợ em đòi đi đâu mà đi luôn?
hay là gây lộn là đi luôn? Thì đi đám đó rồi gây lộn rồi qua 2 ngày sau là... Có là vợ trước cái hôm đó là vợ em xin ngủ lại đúng không? Đúng rồi. Xin ngủ lại em có đồng ý không đồng ý đúng không hay sao? Thì em có nói gì em thì cũng cự cãi gì đó. Rồi qua bữa sau sáng sau vẫn về bình thường. À vẫn về lại một ngày. À đúng rồi, tối vẫn ngủ ở nhà bình thường. Ừ. Còn qua ngày sau nữa em đi làm về cỡ 4 giờ là... Đi mất. Là em thấy đồ đạc cũng lấy đi hết, mớ tả sữa với con cũng lấy đi hết. Rất là con đi. Đúng rồi. Kiểm tra đồ đạc thì thấy cũng thiếu vài bộ đồ của con với thiếu vài bộ đồ của vợ. Ừ. Rồi mới lấy điện thoại điện này nọ cũng máy bạn không mà Zalo Facebook điện cũng không được luôn. Từ hôm vợ em đi giờ có hỏi được không? Thì bữa đó đi em cũng chạy đi lên chỗ làm cũ em kiếm này nọ đâu cũng không có. Về nhắn tin thì cũng không có được luôn. Có qua 2-3 ngày hôm sau vẫn vô xem nhưng mà không trả lời. Không trả lời. Cái vài ngày sau thì cũng nói năn nỉ nhớ con rồi á, cũng không cho gặp luôn. Xong bữa đó suy nghĩ sao mà giấc trưa có 12 giờ mấy á, điện về cho gặp được 3-4 phút vậy đó, rồi tắt tới giờ luôn. Giờ là không biết ở đâu. Giờ là số điện thoại Zalo Facebook là nó xóa hết luôn, là không còn truy cập nữa. Điện về trên gia đình vợ thì nó không có chảnh, cũng không... Gia đình vợ có đi kiếm phụ không? Gia đình vợ thì cũng mỗi người nơi cũng bận làm ăn này nọ rồi cũng không có thời gian. Trước đây em quen vợ là em thấy vợ là thích con trai không hay thích con gái? Trước khi quen thì em cũng thấy có dấu hiệu giống như thích con gái vậy đó. Ồ. Em yêu vợ em là có chia sẻ là trước đây có bao nhiêu mối tình không? Không, không nói, cũng nói trước cũng có quen nhỏ kia đâu ở... Là quen thì, gái hả? Đúng rồi, đi làm ở Bình Dương thì có quen nhỏ kia vậy đó. Rồi dẫn về nhà chơi này nọ, tự lộn, đánh lộn lạo với ba mẹ, nhỏ kia đánh lộn lạo ba mẹ vậy đó. Chứ không có hỏi nhiều. Vậy là nếu như thế này, vợ em hôm vừa rồi là đi đám cưới nhưng mà em phải xác định là đám cưới con trai em gái, đám cưới bạn sinh nhật. À, đám sinh nhật. Đám sinh nhật chứ không phải đám cưới. Đám sinh nhật mà nó xin ở là ngủ một đêm. Đó, rồi cho trong khi đó thằng này nó nói đám sinh nhật mà đi ngủ đêm cái gì. Rồi nhắn tin qua lại cự qua lại trong cái điện thoại á. Chứ không phải cự mà giáp mặt nhau cự nữa. Nó rồi sáng nó vẫn về, nó vẫn ngủ luôn, sáng nó vẫn về. Về rồi qua bữa sau ngủ đêm với qua bữa sau là thằng này chở shipper là về từ 4 giờ chiều về là nó đi mất tiêu rồi. Sinh nhật là sinh nhật là hôm đó là trai hay gái không biết. Không biết thì chỉ nói sinh nhật đi đâu đi thôi, đi một mình hay đi với con? Đi lớn anh một mình luôn. Hôm nay con để đâu? Thì con ngủ ở nhà với em. Nhưng mà nó gắn ngủ bên nội là nhiều thằng đó không sống nổi không anh? Cũng có mấy lần như vậy rồi, 2-3 lần này chứ không phải một lần. Cũng như lên nó lên nhà bà chị rồi chơi. Nhưng mà sao mỗi một lần như vậy em không về tìm hiểu thật kỹ cho rõ ràng là chị hay là em hay anh hay bạn thì nó nói đi lên bà chị làm chung thì chỉ nghe nó nói bà chị thôi. Bây giờ này nè, nói chuyện như vậy ba em cũng nói chuyện như vậy, em hiểu chưa, em hiểu ý không? Bản thân em cũng chia sẻ là trước này vợ cũng em đã cũng quen một người con gái trước mặt con trai. Đúng không? Thường thường con gái mà chưa chồng là đa số là bạn trai con gái ai người ta cũng chơi, ai cũng vậy hết á. Nhưng người ta chơi nhưng mà mình phải nhìn xem mà cái ánh mắt cử chỉ hành động của người ta thích trai thích gái chắc chắn mình phải biết, nếu tình ý là biết. À đôi khi là người ta giấu nhưng người ta vẫn không có thổ lộ hết, nhưng mà mình tình ý mình vẫn phát hiện được. Tại vì này á nó thương vợ cho nên là nó muốn không la cài vợ. Thì vợ muốn nói sao là nãy nghe gì à. Nó chứ tôi nói thí dụ như từ lúc mà nó bán trà sữa, nó bán quán trà sữa mà từ cái chỗ ở lên đó có 3 cây số à, mà nó ngủ ở trong đó trên đó mười mấy đêm luôn đó, nó không về luôn đó. Là tôi khả nghi, tôi nghi rồi mà, nhưng mà tôi nói với con á, mà con kia con nó không nói lại, không tin. Rồi mà tôi hỏi anh có con có chồng mà tại sao mà ngủ giữ quán người ta làm gì? Đúng. Mà con còn nhỏ nữa. Mới có 2 mấy bạn. Tôi hỏi gì đó là vô lý rồi. Đó. Bây giờ anh giải thích em thế này này, ba em thì có thể là hiểu hết về cái câu chuyện này rồi. Có điều em có thể là em hiểu hoặc không, nhưng có thể là em hiểu nhưng mà em vẫn giấu hoặc em không nói thật. Nhưng đấy là tùy em thôi. Nhưng bây giờ thế này, theo anh ấy, anh có lời khuyên này, tìm thì đồng ý là các anh em đây sẽ giúp em, giúp gia đình mình để tìm cái thông tin vợ của em và con em. Nhưng mà bây giờ em mong muốn nhất là tìm vợ hay tìm con hay tìm cả? Vợ em thì em cũng mấy ngày sau, mấy ngày đầu 4-5 bữa cũng có nhắn tin, nói
có gì nói chuyện xíu đi giải quyết. Em cũng năn nỉ hết lời rồi, nó quyết định về rồi, nó giờ hơn mà nay nó sống đi, giờ ý định nó kiên quyết vậy rồi. Nó không quyết định về nữa, nhưng mà tôi muốn làm sao mà bắt cho nội tôi về được thôi. Tại vì nó đi cái kiểu đó là ổn cho nội tôi dữ lắm. Nó không cho gặp con cháu đâu, cấm cản con cháu. Ví dụ như giờ muốn ly hôn thì ok, giờ em sẽ ký, nhưng mà con cái thì cho tòa quyết định. Còn này không cho gặp, không cho biết ở đâu luôn rồi. Mất liên lạc luôn. Lo lắng đâu có làm ăn gì được. Con em dưới 3 tuổi hả? 30 tháng, 1 tháng vậy. Chưa được 3 tuổi. Mà nói gan tôi luôn vậy nè. Mà nó ở sống với tôi với bà nội đó không, trong gia đình không. Bây giờ bà khóc ở nhà tập lưng. Nói chung là tội là thương nó nhỏ thôi. Còn vợ em thế này thì anh nói thật là vợ em này là kiếm được nhưng mà khó. Em hiểu ý nha. Khi một người phụ nữ mà có chồng có con mà thường xuyên ngủ đêm, ngủ lại bất kể lý do nào khác đã là bất thường. Còn bằng mọi giá nếu như mà có bất chuyện bị bất chắc mà liên hệ gia đình mà gia đình không trở về trong đêm, buộc lòng người ta mới phải ngủ lại. Đây là chuyện bất chắc, không thể về được. Thế còn bình thường mà tự nhiên một người phụ nữ mà trong một thời gian rất ngắn mà cứ liên tục như vậy là ngủ qua đêm ở một cái vị trí nào đó mà mình không biết, mình không thấy, ngủ với trai gái mình cũng chẳng biết, bạn bè hay không, người làm nữ mình đâu có biết, đúng không? Mà đâu phải ông chủ bà chủ đâu buộc lòng công việc công ty nhiều đâu, đúng không? Mà phải buộc lòng phải ngủ lại. Đây là chắc chắn là có ý gì đâu. Có ý thì theo anh hiểu này, vợ em chưa chắc đã quen người đàn ông khác mà vợ em có thể quen phụ nữ. Mình cũng nghi ngờ gì đó. Mà đặc biệt ấy, mà nếu như đúng vợ em mà có cái cá tính nha, trong người mà thích phụ nữ, thì em có đẹp trai hoặc em có tài thế này nữa, vợ em không thích đâu. Đúng rồi. Thế vì vậy sống với nhau chắc chắn sẽ không phải hạnh phúc mà không phải bền. Còn đôi khi vợ em, nhiều khi em hiểu không ra hoặc em chưa nghĩ tới. Đôi khi trước đây em nghĩ là vợ em nó chỉ thích vậy thôi, nhưng mà nó vẫn yêu mình. Nhưng nhiều người phụ nữ, nhiều em gái, anh tìm hiểu anh được biết, rất nhiều người người ta có máu nha, thích đồng tính. Đúng rồi. Nhưng gia đình hoặc bạn bè, cho nên người ta đang e ngại, vì phải quyết định cố tình lấy chồng, lấy thật luôn, sinh con, xong đó người ta tính đường của người ta. Yeah. Em hiểu ý chưa? Thế vì vậy để tìm được vợ em về thì anh nghĩ là khó. Thì mong mấy anh giúp tìm con về giùm em cũng được. Tìm trước mắt là tìm được vợ em và tìm con. Đấy, còn để gia đình mình có hướng để giải quyết. Yeah. Nhưng mà anh thì anh chỉ nói chuyện như vậy thôi. Còn ở hay không là quyết định của gia đình. Yeah. Anh em không có quyền can thiệp. Yeah. Nhá. Nhưng anh chỉ khuyên em những điều như vậy. Em thì còn trẻ, còn đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, đúng không? Mình khôi ngô tuấn tú, mình có công việc, mình chịu thương chịu khó thì anh nói thật em chỉ sợ làm biếng, không lấy vợ đâu. Nha. Thế còn bây giờ em lấy bao nhiêu thì có, toàn người đàng hoàng tử tế không thiếu. Đúng rồi. Xã hội thì thiếu gì? Cứ gì tại sao mình phải đi theo với một người phụ nữ mà người ta suốt ngày suốt đêm người ta đi ngủ với một người nào đó hoặc đi ngủ chỗ riêng, mình nó ngủ riêng thôi. Đúng không? Có chồng có con tại sao không về nhà, đúng không? Mà chỉ là đi bán hoặc là chẳng biết là bán trà sữa thật hay không. Bởi vì thằng này nó thương vợ nó giấu tôi với mẹ nó không à, nó đâu có nói đâu. Bây giờ nó mới nói, sau này đi mười mấy bữa nó mới nói tôi với mẹ nó là mới biết đó. Đó, giờ thì muộn rồi. Nếu như đúng thực sự mà vợ em thích con gái thì anh dám cầm con cầm đoàn mềm, em có xích chân lại vợ em nó cứ đi. Về cũng nó cũng đi nữa hả? Bởi vì nó bu nhau ghê, hơn đàn ông và phụ nữ, hơn là hai phái khác nhau. Đây là một môn phái này, nó áp tải nhau, nó bu nhau và dữ dằn lắm. Anh đã từng giúp một trường hợp mà anh nhớ mãi, một cái trường hợp quê ở miền Trung đó, mà gia đình đi xe 7 chỗ vô đây mà 6 người ôm nha, 6 người ôm từ trên gác xếp xuống. Mà tướng em gái này rất nhỏ, 21 tuổi nhưng rất nhỏ, mà ôm xuống bằng được, nhưng mà vẫn bu bám theo cái cô gái kia, không chịu buông ra. Đến khi mà về được đúng 2 ngày trốn mất, nhà nhốt rồi trốn mất, vẫn trốn được. Thế vì vậy cho nên là em không thể đủ sức mạnh mà đủ tâm huyết, bởi vì em còn phải đi kiếm tiền. Buồn thì đồng ý là anh nói như vậy là chắc chắn em buồn rồi, bởi vì nó là sự thật. Không ai mong muốn là mình lấy vợ còn rất nhỏ mà ở với nhau mới được có mấy năm, đúng không?
mà chia tay hoặc là mình phải đi lấy vợ khác. Một con vật mà ở với một con người ấy, chỉ còn một vài tháng, một vài ngày người ta đã quý mến nhau rồi, người ta đã quý mến rồi. Đây là nó là hai vợ chồng đúng không? Mà có con với nhau thì chắc chắn là rất nhiều tình cảm. Trong cuộc sống thì có thể là không phải lúc nào vui vẻ đâu mình. Ai thì cũng có chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện nhỏ. Chứ bây giờ một gia đình mà suốt ngày cười phớ lỡ thì không có đâu. Đấy là chỉ trên mây thôi. Đó là chỉ là mơ thôi, không có. Thế vậy bây giờ em thực sự là em mong muốn để tìm được con thôi, đúng không? Chứ vợ em nó đã quyết định như vậy rồi. Bây giờ vợ nó mà bồng con bỏ đi rồi đó, ai cũng nói gì lần em nó nói gặp cái thằng chồng không cờ bạc, không bu chè, không đi chơi. Sáng thức dậy là mặn, đi mặn tới chiều kiếm tiền về, đồ về tắm rửa ăn cơm nước, nằm bấm điện thoại chút xíu ngủ. Không đi chơi đâu trơn mà nó không chịu nữa mà nó bỏ đi rồi. Tụi nó ai cũng nói, ai cũng đều lần ai cũng nói. Thì còn kiếm đâu ra nữa? Bởi vậy. Đúng không? Người ta tức giùm cho nó á. Thằng mặn hận mà tôi hai thằng con cũng gan gì, thằng em thằng này cũng vậy. Không biết chơi bời, không biết gái gú, không biết cái là bài bạc, không biết rượu chè đó. Em anh chắc anh nhìn một gia đình tử tế đàng hoàng, chịu thương chịu khó. Em đâu đến nỗi gì đâu. Sao mà mình anh cho nói là đây không phải ý anh muốn chỉ cho em cái việc của em thôi. Nhưng anh có những lời khuyên dành cho em, mình không nên cắm sâu trong một cuộc tình. Mà cuối cùng là có thể là bây giờ nếu tìm được vợ em về ở với em một thời gian thì nó dở chứng sinh tật. Mình không có tư tưởng đâu để tiếp tục cái công việc nữa. Đến lúc bây giờ là có thể là một đứa con đâu. Đến lúc bây giờ có thể hai ba đứa con, đến lúc còn muôn vàn phức tạp. Em ạ. Nhá. Đến lúc bây giờ em hai ba đứa con em lấy vợ khác còn khó hơn mình nhiều lần. Một người phụ nữ khác người ta đến với em mà em có hai ba đứa con cũng hãi. Nhưng bây giờ thì em chỉ có một đứa thôi, bình thường. Nhá. Chịu thương chịu khó. Em ạ. Thôi bây giờ này dù gì thì hôm nay em và ba em về đây nhờ anh em về chuyện mình chương chủ yếu tìm vợ và tìm con để có hướng để giải quyết. Em hãy nói chuyện một điều gì đó trên video này, hy vọng là vợ em xem được, chắc chắn là vợ em sẽ xem. Vợ em suy nghĩ lại, một là vợ em sẽ quay trở về ngay lập tức, hai là vợ em sẽ phải liên hệ cho gia đình để có hướng giải quyết. Rồi em lên tiếng đi, nói chuyện với vợ đi. Giờ bồng con về đi rồi muốn em muốn gì thì em muốn. Em bồng con về đi rồi có gì mình nói chuyện với nhau giải quyết. Thì nếu như em muốn kết thúc rồi đường ai nấy đi thì anh cũng sẽ chấp nhận, mà con cái thì phải cho tòa ra quyết định. Rồi ví dụ như mà em muốn nuôi con thì anh phải biết cái địa điểm chỗ đó em ở để anh cứ nhớ con hành qua thăm con được. Mong em coi được thì em sẽ suy nghĩ lại. Nếu vợ em về mà quay trở về mà có thể thay đổi lại, suy nghĩ được tích cực mà sống tốt hơn trước thì em và gia đình thì có chấp nhận không? Miễn mà nó không có đi theo con đường đó nữa là mình phải chấp nhận, mình đâu có cấm cản nó, mình cũng phải cho muốn gắn liền lại. Nhưng mà nó em cũng nhiều lần muốn hòa giải mà tại thương con nữa mà cũng không được, níu kéo đúng không? Đúng. Càng níu kéo là càng đi sâu. Càng lâu càng khổ đau nấy nữa. Thả đau thì đau một lần đúng không? Rồi anh cảm ơn em. Rồi bây giờ mời ba của em trai, chú có thể chú đi nha. Chú hãy nói một điều gì đó thì con dâu mình xem được. Ở video này con dâu suy nghĩ lại để con dâu có thể là có hướng tích cực quay trở về cùng gia đình. Rồi. Bây giờ cha cho nói với con ạ. Bây giờ con phải bầu con về đi. Rồi muốn cái gì thì từ từ vợ chồng con giải quyết. Chứ con đi rồi mấy giờ nó cũng ra cùng mất cái liên lạc. Tình nhẹ ông cháu nó hay vậy. Thôi con giờ con đi về đi. Muốn gì giải quyết sao? Nói như thôi. Nói chung là nhìn qua là thấy rồi. Là hai cha con phải nói là nhìn rất hiền lành, chịu thương chịu khó và rất thương yêu con dâu cũng như yêu thương yêu cháu. Nhưng đến giờ phút này em gái này có thể là suy nghĩ không tới, đi theo một cái hướng lệch lạc. Có thể là em gái này nếu xem video này em gái suy nghĩ lại để có thể là tìm cách quay trở về cùng gia đình.
hoặc nếu vì lý do nào đó mà em gái bị ép buộc không về được thì có thể âm thầm nhắn tin cho anh em đội hiệp sĩ Bình Dương để các anh em có hướng để giải quyết giúp em, bất kể giá nào cũng giúp được em, miễn sao em lên tiếng là giúp em quay trở về cùng gia đình được. Còn chắc chắn là về được, thì nếu em về thì gia đình, nếu mà em mà sống tốt thì gia đình vẫn cho em cơ hội đó để có thể là hai vợ chồng tiếp tục có nhau, cùng nhau để nuôi dạy các con, xong là con của em sẽ trưởng thành và sẽ lên ngôi. Rồi em trai còn muốn chia sẻ điều gì không em? Dạ thôi. Rồi hôm nay hai cha con về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm con dâu và tìm cháu. Gia đình mình có đồng ý cho các em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả những thông tin này lên tất cả những trang mạng xã hội không? Dạ. Chú có đồng ý không? Dạ. Rồi cảm ơn gia đình mình nhé. Anh cho nó biết, anh cho nó quay đầu cái về không được thì nó có không về nhờ anh em thì đi tìm dùng. Dạ. Dạ cuối video cho phép công trần như này thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương là xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.